Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 30 tháng 3 năm 2020. Trên màn hình quý vị đây, hiện tại chúng tôi là vườn hoàn thiện xong một số sản phẩm cho anh khách hàng là anh Nguyên ở tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Đây là bộ sản phẩm của anh, thì bao gồm một bộ phòng ngủ, nội thất phòng ngủ bao gồm tủ áo, giường hoàng đế, bộ bàn trang điểm, bộ bàn ăn và một chiếc bàn cơm phòng thờ, một bộ ngai hạc đài nến phòng thờ nữa. Rất là nhiều sản phẩm của anh Nguyên đã đặt chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong rồi, chuẩn bị là trong ngày mai là chúng tôi sẽ bàn giao cho khách hàng. Thì trước khi bàn giao thì tôi có quay lại một video clip để gửi tới anh Nguyên. Hiện tại thì anh đang công tác tại nước ngoài nên là không xem trực tiếp được. Anh công tác ở Singapore, không xem được trực tiếp sản phẩm, thì trước khi bàn giao thì tôi có quay lại và gửi tới cho anh. Đây trước mặt là quý vị, đây là chiếc bàn cơm. Anh đặt một chiếc bàn cơm khá là lớn, thưa quý vị. Đây là ánh sáng nó hơi kém một chút nên quý vị nhìn nó không chuẩn màu. Hiện tại đang chúng tôi quay bên trong xưởng và là buổi chiều rồi. Chiếc bàn cơm được làm mẫu tứ linh. Bàn cơm rất là lớn, 197. Đây phía bên trong này là bộ bàn ghế ăn. Bộ bàn ghế ăn này là bộ bàn ăn mẫu bàn bầu dục và bao gồm có 6 ghế, chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ dê gừng. Phía bên trong này thì là gồm có một chiếc nội thất phòng ngủ đây, bao gồm một chiếc giường hoàng đế có kích thước là 1m6 x 2m. Giường hoàng đế, một chiếc tủ áo 4 cánh và một bộ bàn phấn, bàn trang điểm. Bàn trang điểm thưa quý vị. Đó, tiếp theo là một phía bên trong này là một bộ đồ thờ. Bộ đồ thờ này để ở trên sập thờ thưa quý vị nhé. Thì bộ đồ thờ này bao gồm có một bộ đài nến này, đôi hạc này, hai bình hoa sen, ba chiếc khung ảnh, một chiếc ngai và một chiếc đĩa để cắm đũa. Đấy, đây toàn bộ đồ thờ của anh Nguyên này thưa quý vị. Thì quý vị mà cũng đang sử dụng quan tâm đến những cái sản phẩm phòng thờ thì có thể tham khảo cái bộ đồ bày trên sập thờ này như của anh Nguyên đây thưa quý vị này. Rất là nhiều món. Chỗ này nó tầm khoảng 16 đến 17 món thưa quý vị nhé. Rất là đủ bộ bày trên sập thờ đây. Đây tôi giới thiệu quay gần cho mọi người hơn. Đây là chiếc ngai thờ. Ngai thờ là được chúng tôi là sơn son thiếp vàng. Có một đôi bình hoa sen, một đôi hạc, ba chiếc khung ảnh đó, và cái bộ để hương và chén rượu đây, cũng như đĩa hoa quả đây. Rất là đủ bộ, một bộ sập thờ, một bộ đồ thờ. Anh còn đặt chúng tôi một chiếc khung gương ở trong phòng khách nữa, nhưng mà hiện tại chúng tôi vẫn chưa lắp được gương nên là tôi chưa quay. Về mẫu khung gương thì tôi đã gửi cho anh rồi. Rất cảm ơn nhé mọi người. Nếu quan tâm đến sản phẩm đồ gỗ nội thất thì cứ liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám. Cơ sở của tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây là bộ tôi quay lại, đây là bộ nội thất phòng ngủ của anh nhé. Có giường, tủ, bàn phấn, bộ bàn ghế ăn. Đây là bộ bàn ghế ăn và chiếc bàn cơm nữa. Và hôm nay hiện tại đang là buổi chiều của ngày 30 tháng 3 năm 2020. Đây là bộ nội thất của anh Nguyên ở tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian và xem video clip giới thiệu của tôi. Mọi người quan tâm hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những bộ sản phẩm mới nhất hoặc là những thông tin về gỗ chúng tôi chia sẻ trên kênh YouTube. Xin cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.